Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Khánh Linh sẽ hướng dẫn mọi người đến nhìn từng bước bài cung đàn mùa xuân. Trong bài này chúng ta gồm có hai tổ hợp động tác và hai động tác dạo. Và sau đây xin mời mọi người cùng bắt đầu vào bài tập. Tổ hợp dạo thứ nhất, chúng ta sẽ bắt đầu ở chân phải trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta làm lại một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp động tác thứ hai, chúng ta sẽ bắt đầu bằng bên phải trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta làm lại một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác dạo thứ nhất, chúng ta sẽ bắt đầu vỗ tay bằng bên phải trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác dạo thứ hai, chúng ta sẽ bắt đầu xoay tay và sau đó dẫn chân phải trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vừa rồi Khánh Linh đã hướng dẫn mọi người đến nhìn từng tổ hợp và bây giờ Khánh Linh sẽ đi demo từ đầu đến cuối bài. 1, 2,
3 4 5 6 2 2 3 4 5 6 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 5 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 5 2 3 4 5 6 7 8 6 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8. Vừa rồi Khánh Linh đã hướng dẫn mọi người đến nhìn từng bước bài Cung đàn mùa xuân, và bây giờ xin mời mọi người cùng vào phần khúc nhạc.